Em xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube Thi Nguyễn. Trong clip này, em xin giới thiệu đến các bác một sản phẩm đồng hồ đeo tay, đồng hồ unisex, nam nữ đều đeo phù hợp. Size của đồng hồ là 35, cả núm chưa tính núm là size 34. Đồng hồ 2N đã qua sử dụng, đến từ thương hiệu Swatch, một thương hiệu đã quá nổi tiếng và đã quá quen thuộc đối với các bác yêu thích đồng hồ thị sĩ. Đồng hồ siêu mỏng, mái lộ. Độ dày của cái đồng hồ này chỉ có 3 ly. Em quay nghiêng cho các bác xem nè, chỉ 3 ly thôi nha. Đeo lên tay rất là đặc biệt và rất là sang. Siêu siêu mỏng luôn nha. Mái vàng và lộ đáy, chút xíu sẽ quay mặt dưới cho các bác tham khảo. Đồng hồ không có kim dây, chỉ có kim giờ, kim phút. Ngay vị trí 6 giờ là hàng chữ Swatch Quick, bộ máy chữ xịn thị sĩ cho các bác sử dụng. Ngoại hình còn đẹp xuất sắc tầm 90%. Dây da zin, khóa zin đến từ thương hiệu Swatch. Nhìn cái khóa thôi là mình thấy rất là xịn nè. Khác nổi thương hiệu Swatch. Khóa của đồng hồ mạ vàng rất là đẹp và rất là sang nha. Tất cả đều nguyên bản, nguyên zin. Và bây giờ em sẽ quay cận cảnh chi tiết mẫu đồng hồ này cho các bác tham khảo. Vỏ của đồng hồ đúc nguyên khối. Và đây là mặt đáy của đồng hồ. Bộ máy vàng đáy lộ như vậy, nên mình có thể xem được tất cả các chi tiết trên bộ máy của đồng hồ này. Đồng hồ sử dụng pin đến từ thương hiệu Swatch, sử dụng bộ máy thụy sĩ V8 và độ chống nước rất là tốt. Các bác thấy đó, cả cái đồng hồ luôn chỉ mỏng có 3 ly, thì tính ra bộ máy của đồng hồ này siêu siêu mỏng, chưa tới 2 ly nữa. Đồng hồ này sử dụng bộ máy thụy sĩ V8 và đây cũng là bộ máy được gắn trên các hãng đồng hồ nổi tiếng như là Longines, Omega, Yeezyzin, hóa zin đến từ thương hiệu Swatch. Vỏ đúc nguyên khối như vậy nên độ chống nước rất là tốt, nên các bác có thể đeo mẫu đồng hồ này mình rửa tay, đi tắm, đi mưa đều ok. Giá bán rất là mềm, chỉ có 1.200.000. Mình đã xô một cái đồng hồ chuẩn xịn thụy sĩ đến từ thương hiệu Swatch.